xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video. Ở video này tôi xin chia sẻ tổng quan sàn MEXC Global. Những điều cần biết về sàn giao dịch MEXC và token MX. Phần 1 tổng quan sàn MEXC. 1. Sàn MEXC Global MXC là gì? MEXC Global trước đây gọi là MXC Exchange là một trong số các sàn giao dịch tiền mã hóa theo hình thức tập trung CEX hiện tại. Theo dữ liệu từ CoinGecko, MEXC Global hiện xếp thứ 15 trên thế giới với khối lượng giao dịch 24 giờ gần nhất đạt $691 triệu. Hiện tại, MEXC Global đang hỗ trợ 1,052 đồng coin khác nhau với tổng cộng 1,529 cặp giao dịch. MEXC Global được thành lập vào năm 2018. Theo thông tin cung cấp từ MEXC Global, hiện tại sàn đang phục vụ khoảng hơn 6 triệu người dùng tại hơn 70 quốc gia khác nhau trên thế giới. MEXC Global có mặt trên khắp các châu lục với các giấy phép chính và thông qua các khu vực pháp lý ở các quốc gia như Canada, Úc, Estonia và Hoa Kỳ. MEXC Global cũng cung cấp hỗ trợ ngôn ngữ bản địa hóa cho các nhà đầu tư từ các quốc gia khác nhau, giúp họ giao dịch dễ dàng hơn. Hiện tại, nó có thể cung cấp cho người dùng các dịch vụ như giao dịch spot, margin, ETF và contract trading, slot auction cho Polkadot, Kusama, Launchpad. Kickstarter cũng như hỗ trợ Stakebots, MX là loại token gốc của sàn MEXC Global tương tự như BNB trên sàn Binance hay ST trên Huobi Global vậy. MEXC Global cho phép người dùng mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng như Visa và Mastercard. Ngoài ra, người dùng cũng có thể sử dụng chuyển khoản ngân hàng hoặc thanh toán qua Alipay. Một số loại tiền tệ fiat được hỗ trợ tại MEXC Global như VND, đồng Việt Nam, AMB, nhân dân tệ Trung Quốc, AUD, đô la Úc, GBP, bảng Anh, peso, peso Philippines, USD, đô la Mỹ và EUA Euro. 2. MEXC Pioneer là gì? MEXC Pioneer là một nền tảng được phát triển bởi MEXC Global nhằm mục đích hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng và công nghệ blockchain. Đặc biệt là những dự án tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng chuỗi chéo, cross-chain, NFT, gaming và DeFi. Nền tảng MEXC Pioneer sẽ không chỉ tài trợ và hỗ trợ các dự án phi tập trung mà còn giúp xác định đầu tư, tiếp thị và xây dựng cộng đồng của các nhà phát triển và nhóm tài năng nhất thế giới phi tập trung. Đồng thời với đó, MEXC Pioneer giúp nâng cao sự ổn định và tin cậy giữa các dự án, người dùng và nhà đầu tư. Với tư cách là người ủng hộ dự án phi tập trung, MEXC Pioneer sẵn sàng nâng cao nỗ lực hơn nữa bằng cách xác định đầu tư, xây dựng cộng đồng, đồng tiếp thị và cung cấp tài chính cho các dự án ngành sẽ tạo sức mạnh cho tương lai. Một số dự án được hình thành trong khuôn khổ của MEXC Pioneer có thể kể đến như Bybit, Algorand, Binance, PancakeSwap 3, các loại phí trên MEXC Global tương tự như các sàn CEX khác trên MEXC Global bao gồm 3 loại phí khác nhau. Cụ thể, phí giao dịch. Đối với Maker hay Taker trên MEXC đều bị tính mức phí là 0,2% trên mỗi giao dịch được thực hiện. Phí nạp tiền hiện tại vẫn đang là miễn phí. Phí rút tiền. Phí rút tiền của từng đồng coin được tính động dựa trên nhu cầu và lưu lượng mạng.
ví dụ như Bitcoin, BTC, phí rút là 0.0005 BTC. Phần 2. Tổng quan về token MX của MEXC Global. Token MX là token cộng đồng của nền tảng MEXC. Nó là một dạng token theo chuẩn ERC-20. Theo dữ liệu từ CoinGecko, hiện tại thì MX có tổng cung vô hạn và đang có khoảng 100 triệu token MX đang lưu hành trên thị trường. Với lượng token này, tổng vốn hóa của thị trường hiện ở mức 170 triệu đô la Mỹ. Token MX được sử dụng trong một số trường hợp sau đây. Nếu bạn là chủ sở hữu token MX, bạn có thể được giảm phí giao dịch lên tới 20%. Số lượng token MX bạn nắm giữ cũng làm tăng tỷ lệ phần thưởng giới thiệu của bạn. Nền tảng này cũng tổ chức sự kiện MJ, nơi bạn có thể có cơ hội giành được airdrop miễn phí bằng cách chỉ cần giao dịch hoặc nắm giữ token MX. Sàn giao dịch ví lưu trữ và giá token MX. Giá token MX hiện tại, một token MX đang được giao dịch ở mức 1,7 đô la Mỹ. Mức giá này đã giảm 53,4% so với mức giá cao nhất được thiết lập vào hồi 2 tháng 12 năm 2021, 3,7 đô la Mỹ. Tuy nhiên, so với mức thấp nhất ngày 25 tháng 11 năm 2019, giá MX hiện tại đã tăng 3,984%. Sàn giao dịch, người dùng có thể sở hữu token MX trên thông qua sàn DEX, Uniswap, V2, PancakeSwap hoặc thông qua các sàn CEX khác như Huobi Global hoặc Hu, Bybit. Đến đây tôi xin kết thúc video này. Nếu thấy video hay và bổ ích, quý vị hãy like, share và theo dõi kênh để cập nhật những video mới. Xin chân thành cảm ơn.